Chào các bạn, có một chiếc xe nọ chở đầy gỗ. Chiếc xe bị chặn lại tại chân cầu vì lực lượng dân phòng nghi xe quá tải trọng. Xe quá 50 tấn không được qua cầu này, bác tài xế cũng không có giấy tờ chứng minh được khối lượng gỗ trên xe là bao nhiêu. Chắc là gỗ lậu rồi. Các anh dân phòng loay hoay cũng chưa biết xử lý sao thì có một anh dân phòng lấy cái thước đo ra. 2,5m. 2,5m. 10 mét. Thể tích tính được là 62,5 mét khối. Anh hỏi bác tài xế đây là loại gỗ gì? Thì được trả lời là gỗ lim. Anh lấy điện thoại sớt mạng và nhân con số thể tích này với 950. Kết quả khối lượng ước tính của khối gỗ là 59.375 kg, tương đương 59 tấn rồi bác gì ơi. Chưa tính khối lượng xe thì xe cũng quá tải rồi. Phiền anh tấp vào lề, chờ xử lý tiếp. Ồ, thì ra con số 950 kia chính là khối lượng riêng của gỗ lim. Có đơn vị kg trên mét khối, ký hiệu là chữ giờ in hoa, tức density, với công thức giờ bằng khối lượng chia cho thể tích. Đối với từng loại gỗ, con số này sẽ khác nhau. Chỉ cần tra cứu đại lượng này, chúng ta có thể tính toán nhanh được khối lượng cần tìm mà không cần trang bị một cái cân nào hết. Nhưng làm sao để có được khối lượng riêng? Các bạn hãy xem đoạn video sau. Hai thứ cần quan tâm lúc này là thể tích và khối lượng của khối gỗ. Nếu không biết công thức tính thể tích hình trụ thì hãy nhấn chìm nó vào bình chia độ hay bình đong thể tích cho lẹ. Các bạn bỏ qua thể tích của cái que hay muốn trừ đi cũng được. Kết quả là 40ml, tương đương với 4 x 10 mũ trừ 5 mét khối. Đo khối lượng thì chỉ cần một chiếc cân, bằng 26,5g, tương đương 0,0265kg. Áp công thức kết quả là 662,5kg trên mét khối. Nếu như bác lái xe không chở gỗ lim mà chở loại gỗ này, khối lượng khoảng 41 tấn cộng với khối lượng khung xe khoảng 5 tấn, xe có thể qua cầu rồi. Lý giải vì sao biển chết có thể nổi cũng căn cứ vào đại lượng này. Khối lượng riêng của bề mặt nước biển chết là khoảng 1.238 kg trên mét khối. Trong khi đó, khối lượng riêng của cơ thể con người là 1.010 kg trên mét khối. Khối lượng riêng càng nhỏ chứng tỏ vật liệu càng nhẹ khoa học vật liệu trong ngành hàng không vũ trụ, các hợp kim nhôm nhẹ hoặc vật liệu tổng hợp sợi carbon được sử dụng để chế tạo các bộ phận máy bay. Kỹ thuật và xây dựng, con người cũng đang tìm kiếm và chế tạo ra những loại vật liệu nhẹ và bền để thuận tiện di chuyển và tiết kiệm diện tích. Những vật liệu nặng thì cần cho làm móng nhạt như khối bê tông này. Trong bảng nguyên tố, các bạn có thể tìm kiếm thông tin này ở đây. Ví dụ như nhôm 2.700 kg trên mét khối, đồng 8.960, vàng 19.300, osmium là 22.590. Trà nặng giữ thôi, khá dài dòng rồi. Tớ túm mấy ý công thức tính khối lượng riêng cứ lấy khối lượng chia cho thể tích. Đơn vị thì có thể lung tung, nhưng khi muốn so sánh, anh em cần đưa về cùng một đơn vị đơn vị chuẩn là kg trên mét khối ý nghĩa của khối lượng riêng cho biết độ nặng nhẹ của các chất khi so sánh với nhau giúp chúng ta tính toán ước lượng gần chính xác khối lượng thể tích của vật chất mà không cần phải cần cân hoặc tính toán đại lượng này được xác định thủ công bằng cách đo khối lượng và thể tích vật chất ở đơn vị nhỏ như cách tính khối lượng riêng khối gỗ nhỏ trong bài chúng chỉ là con số tham khảo hẹn gặp lại các bạn ở những video thú vị khác của trạng